Hello, welcome back. Xin chào các bạn, hôm nay Huy Tuấn quay lại với các bạn trong trang là giới thiệu cho các bạn thêm một trang nữa để đào Bitcoin Free mới. Trang này có tựa đề là Coin Merchant. Đầu tiên thì truy cập theo cái đường link để cho thuận tiện cho các bạn biết cách chơi ấy, thì tí nữa tôi sẽ đặt cái link của tôi ở phía dưới, đặt cái link truy cập vào cái website này ở phía dưới video ấy, để các bạn truy cập vào thì để các bạn cái trang này nên là nhận được 100 đến 10.000 satoshi mỗi 5 phút đấy. Các bạn chỉ cần nhập, bước 1 là nhập địa chỉ Bitcoin của bạn này, rồi giải quyết captcha này, bước 3 là click vào khai thác Bitcoin này. Đấy, thì cứ như thế là đều đều có Bitcoin. Nếu không chưa biết là coi như là số dư tìm thấy ở đây. Đấy, thì đầu tiên thì ta sẽ đăng ký một tài khoản. Nên đăng nhập không nhỉ? Cái này hình như là nó bảo không đăng nhập cũng được, để mà khiếu nại. Thế nên đăng nhập không? Thì hiện tại thì cũng tôi cũng chưa biết được nên đăng nhập hay không. Nhưng mà cái này thì tôi đã nhập địa chỉ của tôi ở dưới này rồi. Tôi sẽ tiến hành giải quyết captcha. Rồi ok, các cha xong. Sau đó làm gì nữa nhỉ? Không biết luôn, không hiểu luôn. Nói chung là những cấp cha xong rồi không biết như thế nào, nhưng mà có khi ta sẽ đăng nhập một cái tài khoản của nó xem thế nào. Cái này tôi cũng không thấy hướng dẫn như thế nào nữa, thường thì nhập xong là được, nhưng mà đấy, thấy không có biểu hiện gì, không có nút nào để mà ấy cả. Thử đăng ký một cái tài khoản cái này nhá, xem sao. Đầu tiên là đăng ký này, username. Ok, đó là ra cái gì? Cái gì đây? Registration complete. Người đăng ký đã hoàn tất. Please check your mail. Kiểm tra mail của bạn. This. Như vậy là yêu cầu là phải check mail. Phải để vào mail. Tôi không thích những cái trang nào mà tích mail đâu. Nhưng tất nhiên là bảo mật nó tốt, nhưng mà nó lâu. Đây rồi. Không ta? Khả năng là nó chứ còn gì nữa. Đấy, nó đấy. Của Imogen đấy. Tiếp tục đợi. Rồi ok. Sẽ là new pass ta. Ừ, hình như là chưa, lúc này chưa có pass. Cái gì vậy? Ừ.
Ok. Này làm giao diện của pet đấy. Có trả hay không nhé. Nói chung là cứ giới thiệu cho các bạn biết thôi. Vì bây giờ tôi có vấn đề chút xíu, tự nhiên vào trong ấy luôn, nó lại làm sao mà tự nhiên lại vào trong trong một admin luôn vậy? Bình tĩnh chút xíu coi. À đây rồi, giải quyết captcha xong nó có cái chữ claim bit code tin này như này này. Như vậy là đã hiểu vấn đề. Bây giờ thế này nhá. Đầu tiên các bạn đăng ký cũng được, không đăng ký cũng được, không quan trọng. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn nhập cái ví của các bạn vào. Đây là ví của tôi này, tôi copy nó này. Nhập cái ví của tôi vào cái này này, này. Enter bit code address này. Rồi. Sau đấy ở đến đấy này. Là đánh cái captcha vào. Paper paper này collect đó, sau đó là như này này, ấn vào nút thêm bitcoin đấy. Rồi ok, thấy sao rồi? Tiếp tục có chưa hiểu có dòng tiếng Anh dịch cái coi, không biết tiếng Anh thì dịch cái ngại gì đúng không, tính ông cụ mà. Bạn có thể thay đổi địa chỉ bitcoin của bạn thông qua hồ sơ của bạn bên phải. À, như vậy là đã đăng nhập vào luôn. Thế là 200 taxi được tích lũy trong vị trí. Bạn đã xác nhận 1 trên trong 20 lần trong 24 giờ qua, giới thiệu ông 800. Trước khi bạn có thể yêu cho tôi xin một lần nữa. Cái này là 4 phút các bạn ạ, à, 4 phút thì mới được. Nhưng là bảo 200 taxi được tích lũy trong địa chỉ của bạn rồi. Nhưng mà không biết đã chuyển chưa, tích lũy thôi. Một trên 120 lần này, không hiểu được nó có chuyển hay không nữa, mà chuyển như thế nào thì không biết. Thôi tạm thời thì coi như thì giới thiệu cái trang như thế để cho các bạn biết, các bạn chơi thôi. Hôm nay cái giọng hơi chét tí. Đấy, các bạn thấy rồi đó, biết rồi đó. Đây là con rep link này để giới thiệu này, ăn hoa hồng này. Đó, các bạn biết rồi thì thôi. Tạm dừng.